Kính thưa quý thính giả thân thương của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Nhân ngày đầu năm Xuân Canh Tý, thay mặt cho các anh chị em trong hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi và ban điều hành tổng đài, tôi xin được kính gửi đến quý thính giả, quý thân chủ quảng cáo và các thân hữu một năm mới được nhiều sức khỏe, may mắn và vạn sự như ý. Năm này cũng đánh dấu mốc điểm 45 năm kể từ ngày cả nước bị nhuộm đỏ bởi chủ nghĩa cộng sản, khiến hàng triệu người phải bỏ mạng trong các trại tù cải tạo, trên đường vượt biển hay băng rừng để tìm tự do. Thời gian 45 năm đã quá đủ để chúng ta thấy đâu là chính nghĩa, đâu là tà thuyết. Do đó, ngày 30 tháng 4 năm nay, hệ thống Tiếng Nước Tôi sẽ cùng với các tổ chức đấu tranh, các hội đoàn dấy lên một phong trào để nối kết lòng người trong và ngoài nước, hỗ trợ những đòi hỏi chính đáng nhằm thay đổi tích cực cho đất nước. Đó là cùng toàn dân xóa bỏ sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản để xây dựng một nền dân chủ đích thực, hầu có đủ sức mạnh để đương đầu với sự xâm lăng hung hãn của Trung Cộng. Với tình trạng đảng cầm quyền bị tê liệt vì phân hóa, lãnh đạo khủng hoảng vì bệnh tật, guồng máy tham nhũng và bất tài, nếu người dân Việt Nam đoàn kết một lòng, đứng lên đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của mình, thì chắc chắn Việt Nam có thể sẽ chấm dứt được ách độc tài của một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đã kéo dài quá lâu trên quê hương yêu dấu. Xin thân ái kính chào quý thính giả.